Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Trong bối cuộc hôn nhân, chung thủy là yếu tố vô cùng quan trọng, đôi khi còn có thể quyết định xem cuộc hôn nhân đó có thể kéo dài viên mãn hay không. Mới đây đã xảy ra vụ việc chồng đi công tác xa về bắt quả tang vợ đang nằm ngủ ở nhà anh hàng xóm, khiến dư luận bức xúc. Vợ thì luôn miệng đổ lỗi rằng chồng đi công tác quá lâu do không chịu nổi cảnh cô đơn nên sang nhà anh hàng xóm ngủ nhờ chứ không làm gì cả. Chi tiết sự việc ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi có được tình yêu với Hương, công đầu phải dành cho anh trai của Hương. Anh trai Hương là sếp phòng trực tiếp của tôi ở công ty. Có lẽ cám cảnh cho câu kỹ sư cầu đường hiền lành, tướng tá, khuôn mẫu cũng ưa nhìn, nhưng tuổi thì sắp cán mốc tam thập nhi lập mà vẫn không có nổi một mảnh tình vắt vai. Nên nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, sếp phòng rủ tôi về quê anh. Anh thuyết phục tôi trước là về thăm bố mẹ, thăm vợ con anh. Sau là anh sẽ giới thiệu để tôi làm quen với cô em gái út của anh. Biết đâu bén duyên, tôi và anh trở thành người một nhà. Tôi cảm Hương ngay khi gặp mặt. Hương xinh quá, mang tiếng là gái quê, nhưng em có nước da trắng, eo thon, dáng cao ráo, nụ cười thân thiện với chiếc răng khểnh thật duyên. Còn đôi mắt của Hương khó có lời nào tả nổi, chỉ biết rằng trái tim tôi lỗi nhịp khi em nhìn tôi, và tôi thấy bóng mình in trong cặp mắt hồ thu biên biết đó. Có anh trai Hương bảo lãnh, lại được bố mẹ Hương nhiệt tình ủng hộ, tình cảm tôi và Hương ngày càng tốt đẹp. Để rồi sau 2 năm đi lại tìm hiểu, đám cưới của chúng tôi được tổ chức vui vẻ, đầm ấm với sự chúc phúc của cả gia đình đôi bên. May mắn nhờ quen biết rộng, anh trai Hương xin cho Hương làm nhân viên ở phòng kế toán của một công ty tư nhân vì em có bằng trung cấp kế toán tài chính. Dùng hết tiền mừng cưới, tiền tích góp của tôi bấy lâu nay cộng thêm sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ đôi bên, vợ chồng tôi mua được căn hộ chung cư mini tận trên tầng 6. Tuy căn hộ không được rộng rãi lắm, nhưng bù lại tiện nghi đầy đủ và giá cả hợp lý, vừa với khả năng thu nhập của vợ chồng tôi. Mỗi tầng của chung cư mini chỉ có 2 hộ. Hàng xóm của chúng tôi là một họa sĩ 38 tuổi, sống độc thân. Anh điềm đạm, lịch lãm nhưng rất ít lời, nên thỉnh thoảng có gặp nhau, chúng tôi cũng chỉ chào hỏi cho phải phép. Với lại tôi không bia rượu, cũng chẳng chè thuốc gì, nên có muốn giao lưu, tâm sự với anh họa sĩ cũng khó có cớ. Lấy nhau đã gần 1 năm, tôi bước sang tuổi 33, còn Hương vào tuổi 25 rồi. Nhưng năn nỉ thế nào em vẫn khất lần chuyện cho bố mẹ tôi lên chức ông bà nội, cho tôi được làm bố. Hương bảo em muốn học để lấy bằng đại học, phấn đấu sự nghiệp vẹn toàn rồi có con cũng chưa muộn. Vợ còn trẻ, còn khát khao thăng tiến, không lẽ tôi làm chồng lại cản ngăn? Công ty tôi vừa thắng thầu làm đường cho một tỉnh ở phía Nam, cách nhà cả nghìn cây số, nên khi giám đốc cử tôi đi khảo sát công trình, tôi áy náy lắm vì phải để vợ cô đơn một mình trong thời gian dài, lại chưa biết công việc lúc nào xong và có bố trí được về thăm em thường xuyên hay không. Bí thế tôi đành chủ động sang nhờ anh họa sĩ hàng xóm để ý vợ tôi những ngày tôi vắng nhà. Thôi thì bán anh em xa, mua láng giềng gần. Và thật may anh họa sĩ độc thân vui vẻ nhận lời. Anh còn động viên tôi cứ yên tâm công tác, anh sẽ coi vợ tôi như em gái của anh trong nhà vậy. Tôi cố gắng đến mức tối đa để hoàn thành nhiệm vụ được giao và được về thành phố với em sớm đến gần cả tuần. Không báo trước cho vợ vì muốn dành niềm vui bất ngờ cho em. Mặc dù tôi biết chuyến xe về đến bến vào đêm muộn, cửa căn hộ của vợ chồng tôi chỉ khép mà không khóa trong như mọi lần tôi ở nhà. Hoảng hốt khi không có vợ trong phòng ngủ, gọi điện thoại cho em thì thấy chuông hồi âm lại phát ra từ căn hộ của anh hàng xóm. Vợ tôi với váy ngủ ngắn cũng cỡn, khêu gợi, tóc tai rối bù bước ra từ nhà anh họa sĩ độc thân. Em sụt sùi rằng tại tôi đi công tác xa quá lâu, không chịu nổi cảnh cô đơn nên em sang ngủ nhờ nhà anh hàng xóm. Một người hàng xóm chia sẻ, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó anh ạ. Vì vậy, theo tôi anh nên bình tĩnh để vợ trở về nhà, rồi anh và cô ấy ngồi lại với nhau, làm rõ sự việc này thì tốt hơn. Nơi vợ chồng anh ở là chung cư, có nhiều hộ khác, nên sau những gì xảy ra trong câu chuyện trên, anh cần thu xếp chuyện riêng tư, tế nhị này càng kín càng tốt, sẽ đỡ ảnh hưởng đến thanh danh của anh và vợ, cũng như không phiền lụy đến gia đình đôi bên. Tiếp theo là sự việc, kết hôn đã 5 năm nhưng vẫn không đột phòng, vợ xin ra ngoài kiếm đứa con nhưng chồng không đồng ý. Chi tiết sự việc này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Đó là người vợ trong vụ ly hôn mà ông Nguyễn Ngọc Liên đã tham gia phần xử khi còn là thẩm phán tại một tòa án ở Hà Nội.
Vụ việc xảy ra đã lâu, nhưng những chi tiết liên quan đến cặp vợ chồng Loan Nhân này, ông Liên nhớ rõ mồn một. Một phần vì tôi có thói quen ghi chép những vụ án mà mình tham gia xét xử, phần khác tôi bị ấn tượng bởi câu chuyện mà họ mang đến tòa. Ông Liên nói, bắt đầu nhớ lại vụ việc. Theo ông Liên, cặp đôi có sự chênh lệch về ngoại hình. Nhân cao, gầy, làm nghề sửa xe, còn cô vợ tên Loan thấp, béo, làm nội trợ. Trước khi đến với nhau, Loan đã ngoài 30 tuổi mà chưa có người hò hẹn. Loan kể với chúng tôi, được Nhân để ý, Loan lập tức siêu lòng. Lúc đi chơi với nhau trước khi cưới, cô ấy thấy Nhân đứng đắn, đã xác định chuyện trăm năm, nhưng anh ta chưa một lần tò mò, muốn đi quá giới hạn với bạn gái. Ông Liên kể, một lần Loan cố thử ý bạn trai. Đi chơi, cô mặc một bộ đồ gợi cảm và rủ anh vào nhà nghỉ. Nhân không từ chối. Tuy nhiên, ở nhà nghỉ, Nhân nói với Loan sẽ giữ sự trong trắng cho cô đến đêm tân hôn. Sau đó, anh nằm xem TV, còn Loan mỉm cười hài lòng về người chồng sắp cưới. Nào ngờ, đám cưới xong, Nhân say rượu nên đêm tân hôn của họ bị gác lại. Đến đêm thứ hai, thứ ba, mặc cho Loan chờ đợi, Nhân vẫn dửng dưng tìm mọi cách để thoái thác chuyện vợ chồng. Khoảng 10 ngày như vậy, cô vợ thấy có điều gì đó không ổn nên hỏi thẳng chồng. Chồng mới thú nhận đã bị hỏng chức năng đàn ông. Ông Liên nhớ lại lời cô vợ kể. Nghe từng lời của chồng, Loan rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng cô không dám nghĩ đến việc ly hôn. Sau 5 năm không động phòng, Loan mạo dạn xin phép chồng ra ngoài sinh một đứa con. Nhưng không đồng ý, từ đó anh trở thành người ghen tuông quá mức khiến cuộc sống hôn nhân của họ càng ngày càng thêm bế tắc. Cuối cùng, không thể chịu đựng, người vợ quyết định đứng đơn ly hôn. Vị nguyên thẩm phán sinh năm 1948 kể. Ông nói, trước tòa Loan muốn được chia tài sản là căn nhà 2 tầng ở phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, nơi hai vợ chồng đang ở. Thế nhưng sau khi xem xét, nhận thấy căn nhà là tài sản của Nhân, được hình thành trước khi anh cưới vợ, tòa đã bác bỏ yêu cầu của chị Loan. Không được chia căn nhà, Loan bức xúc, tất cả nồi niêu son chảo đồ dùng cô ấy liệt kê hết để phân chia với chồng. Khi bản án ly hôn được tuyên, những tài sản chung của hai vợ chồng cũng đã chia đôi. Người chồng còn đồng ý hỗ trợ vợ 6 tháng tiền thuê nhà để ổn định cuộc sống, thì Loan bất ngờ đòi xử lại. Người vợ ấy cho rằng trong số tài sản cô và chồng đã liệt kê, thiếu một bình nước, hai chiếc cờ lê, một chiếc TV đen trắng đã hỏng để góc nhà. Cô ấy cũng nói khi tình nghĩa đã không còn thì chổi cùng rế rách cũng phải chia. Ông Liên nhớ lại vụ việc. Sau đó trong thời gian làm thẩm phán, ông Liên cũng gặp một vụ ly hôn khiến ông đau đầu. Ông kể, người chồng nghiện bia rượu, mỗi lần uống say, anh ta đều chửi bới, đánh đập vợ con. Người vợ chịu đựng 12 năm cuối cùng làm đơn ly hôn. Có lẽ anh ta không muốn ly hôn nên không xuất hiện tại tòa. Nữ thư ký tòa đến tống đạt, triệu tập thì anh ta dở giọng trêu ghẹo. Em phải lấy anh thì anh mới lên tòa ly hôn với vợ. Vị nguyên thẩm phán sinh năm 1948 nhớ lại. Cuối cùng sau 2 lần triệu tập không thành công, ông Liên cho biết ông đã ra quyết định xét xử vắng mặt, công nhận ly hôn cho hai vợ chồng này. Ông Liên cho rằng trong hàng nghìn vụ ly hôn mà ông đã xét xử, có rất nhiều vụ ông ra sức khuyên hai vợ chồng nên hàn gắn. Nhưng cũng có nhiều vụ việc khi tiếp cận hồ sơ, ông nghĩ việc ly hôn là giải thoát cho cả hai vợ chồng thì ông sẽ nhanh chóng giải quyết theo trình tự pháp luật. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.